thiệu cái cảnh hôm nay ở Tân Tây nhá. Quay kỹ lô mộc này cho anh nhá. Hỏi giá rồi sau này số điện thoại đây. Đây là trực tiếp nhá. Lô mộc đẹp quá nhỉ. Cái chợ Sơn Tây nhá. Em quay kỹ lô mộc này cho anh. Cái thoát thân đẹp quá. Hoàng ơi. 50. 560. Đây 15. Đầu tiên xuống chợ Sơn Tây đây. À, đây ông em đây. Mộc đẹp quá. À, đây có cây to. Hoa đang mùa hoa đẹp quá nhỉ. Mộc này nó vừa vừa tiền. Này mua hết là báo giá 1.4 triệu anh nhé. Cây nó cũng có một số cây rất đẹp nhưng một số cây nó nhỏ. Cây những cây ngoài này quá đẹp luôn này. Những cây trong này hơi nhỏ. Cây kia nhỏ quá. Cái này thoát thân ác nhỉ. À dạ, quay cây này 80 này. Em ơi, cái lô này chắc nhiều tiền lắm nhỉ. Lô này nó vào bao nhiêu? Anh ơi, cái lô này bao nhiêu tiền anh? Nếu mà mua cả lô đấy, đang quay các anh bạn ở trên Lạng Sơn, các anh đang rất là thích vừa trên này. Anh hơi nhỏ lắm được, nếu mà lấy cả lô thì tầm 50 cây. 2.5 triệu cây. 2.5 triệu hả? Thế lấy tầm 50 cây đấy. Này cỏ quá nhỉ. Thế cái loại này anh ấy báo 2.5 triệu cây lấy khoảng 50 cây nhá. Quay kỹ mấy xe mộc này cho anh với số điện thoại anh nhá. Đây, nhân tiện xuống Sơn Tây ăn cưới quay kỹ đây. Anh 16 à 13 15 to nhất là 15 phải không? Thoát thân là 40 50 60 đẹp. À, anh đo cái một cái cây này trung bình như này. Này. Nha. Trung bình 14. 14. Rồi 14. Thoát thân anh đo luôn cái này. 15. Ờ có cây 15, nói chung là 15. 16. Thoát thân khoảng 40 từ 40 trở lên. 40 trở lên. Đây 50 này. Chả có 1 2 cây 40. Đây số điện thoại đây nhá. Đây. Số điện thoại này. 0988 324 318 nhá. Cái này là có thể là anh điện xong vẫn giao dịch được nhá. Ép giá nhá. Đấy anh ấy báo 2.5 triệu nhưng mà khi mình mua cả thì đẹp quá, nó màu quá tuyệt vời. Hai cây này khác tiền. Hai cây. Đẹp nhá. Lô được mà mua. Lô này trông bóng với ai nó thoát thân tầm này đẹp. Mộc này mộc của mình đây luôn nhỉ, mộc cả vườn Sơn Tây này luôn, mộc tao hoa vàng ấy, thơm chứ, ngửi thấy mùi chứ.
70 đấy. 70. Cái này 80 thì. 80 đẹp, nó mọc này. Lô mộc này quá đẹp nhỉ. Quay kỹ nha, quay kỹ cho anh nha, anh không xuống được thì quay kỹ nha. Có số điện thoại rồi. Lô này quá đẹp. Đặt chợ lô này là đẹp nhất đấy luôn. Lô này nó ấy hơn là kia. Chợ tán thì tán chu, tán dài. Không, tán thì sau nhưng mà cái phần thoát thân này đẹp lắm. Mình vừa bán ở trên nhà trên kia một cây 70-80 triệu, to lắm. Mà bây giờ hết rồi. Anh giờ lại có phong trào trồng mộc mà. Quay rất kỹ nhá. Cái lô này anh báo 2,5 triệu nhưng mà khi làm việc trực tiếp thì cứ ép giá thôi. Mua 40-50 cây mà. Chợ đông phết nhỉ. Đây. Đây còn sai đẹp không? Cái này hoa đâu? Cái này 800 anh? Chúc là đẹp nhỉ. Chúc là chúc khỏe đây. Này. Đấy, cây gì nhỉ? Bỏ cái đường chân trống này đi. 800 cây trúc đẹp quá. 2 cây. 802 cây. Ui, sao rẻ thế nhỉ? Rẻ hơn là dưới Văn Rang đi. Ôi, bán này đúng là rẻ hơn dưới Văn Rang nhỉ? Ôi, rẻ hơn nhiều đấy. 400 một cây. Đà có một về để 2 chậu. Không thủy đấy anh. Ôi chậu thì chậu đẹp hay không thì do mình, nhưng tóm lại mình chơi cứ phải chơi chậu đẹp nên mới được. Chậu sứ. Chậu sứ. Quý này bao tiền cơ anh? 300. 300 này thì quý. Quý cơ này 300 à? 300. 300 cái này thì quý. 300 tổng ra cũng được rồi quá trời. Thế thôi, cái này là rẻ rồi, ở đây bán rẻ. So với Văn Giang còn rẻ hơn nhiều. Như Văn Giang Nguyên cái này nó phải 7 cây. Không, cây trúc này Văn Giang là mình đã mua 700 rồi. Nhưng mà đây mà vừa mà đâu nhà này mua có 400 này, 2 cây này 800 2 cây này. Rẻ. 802 cây. Đây rẻ, quá rẻ luôn, giá quá hợp lý luôn. Không chợ đây. Không anh ơi, cái cây trúc này nó ở Văn Giang em đã mua rồi nhá. 700 đấy, mua là mua cho đội ô tô đánh xuống đấy. Ôi, đơn giản đâu, nhưng mà đấy nữa. Đây 700 bán. Đây 802 cây, 400. Lâm cung cây trên Sơn Tây rẻ thôi. Sợ Sơn Tây rẻ, ơi là rẻ. Đây là cây mộc này, đẹp nhỉ. Đây, suốt ngày xem nhà vườn anh báo cây này, rẻ quá nhỉ. Đấy, lần nào cũng được xem TV, hôm nay được xem trực tiếp anh này rồi. Anh có cây mẫu đơn đẹp quá nhỉ. Nay anh Hương Sắc Đôi Sinh chưa quay hả anh? À chưa đến à. Cái này mẫu đơn Trấn Yên Yên Bái đấy phải không? Cái này nhiều tiền anh? Cây 2,5 triệu. 2,5 triệu cây nhỏ nhỏ thoát thân nhỉ. Cả chậu đẹp quá. Này các anh bảo xuống đây quay. 2,5 triệu. Này thoát thân thì được à? 40. Hơn 40, 45. Tán tròn đẹp quá. Cái này chắc nhiều tiền hơn này. À, cái này tiền hơn rồi. Cái này nó thấp. Cái này chắc 1,5 triệu à? Đây 1,7 triệu. 1,7 triệu à. Nó sung mình ở dưới này làm giỏi ấy, cứ quả nhỉ. Sao phải chắc phải có bài gì chứ. Mình có mấy cái sung này. Rất là sai khoảng thành thang đẹp lắm nhỉ. Thành thang mộc đẹp nhỉ. Đây có cây mộc đẹp quá nhỉ.
cháu cây mộc đẹp nhỉ. Vâng. 18 nhỉ. Không vâng. Được. Đưa chú quay cây đây. 8 cây này bao tiền cháu? Đôi này. Đôi này là 5 triệu. 2 triệu rưỡi. 2,5 triệu một cây. Ô. Thế mà cái báo 2,5 triệu cái xấu hơn nhiều nhỉ? Cháu to. Không, tức là cây này nó đẹp thế này mà mấy. Vâng. Kia ơn nhỉ. Đây bên này báo giá chỉ 2,5 triệu các bạn ạ, cây này nhỉ. Vâng, gần báo giá chuẩn mà. Đẹp quá, cây này. Trời ơi. Cây này đẹp quá. Bán kém tí thôi nhưng mà đẹp. 2,5 triệu. Các bạn nhé, 5 triệu đôi mộc đẹp cung. Cháu nhà mình là nhà vườn à? Vâng, cháu nhà vườn. Cháu đọc cái nhà ấy cái để sau chú liên lạc lại sau cái. Vâng, đó là nhà vườn Đức Bác, địa chỉ Đức Bác, Sông Lô, Vĩnh Phúc ạ. Nhiều cây. Cháu nhiều cây lắm. Nhiều buôn mộc mới đơn, cháu chuyên về mộc mới đơn nhiều. Cháu đọc cái điện thoại cái để chú liên lạc lại sau. Số điện thoại của cháu là 0889967891. Rồi rồi, thế báo giá như này là hợp lý rồi. Nhưng mà nhiều phải không? Mua buôn nhiều phải không? Mua buôn sao mang đi nhiều cây mà. Của nhà mình hay là của cửa hàng? À rồi. Okay. Rồi đây ok rồi. Đây như đơn hàng chợ đây toàn hàng bắt hơn. Hàng này rát không? Hàng này như cái này là báo giá 2,5 triệu. 2,5 triệu rồi. Cái này nó đẹp. Rồi rồi. Đơn vàng đắt hơn à? Vàng đắt hơn đỏ. Rồi. Này thoát thân 60. 60 ạ. Vành chắc được 12. Vành 12. Mà 8 nó chốt nó chuẩn. Đây, cái mẫu đơn đẹp quá nhỉ. Rồi. Nhiều cây chợ nhé, hàng chợ. Trăm. Thế này bao tiền đây chị? Em bán cho anh đi 60. Ôi rẻ nhé, rẻ nhé. Cái này là cây gì nhỉ? Bạch Thủy Tiên anh. Bạch Thủy Tiên, chưa biết cái này. Tên rất hay. Nhưng mà có 70.000 một chậu rồi đấy. Vâng. Có giá rẻ. Vậy là nông dân lấy tiền đóng gạo thôi. Được, được nhỉ, được. Đấy, đúng là giá chợ nhỉ, rẻ đấy. Cái này về cho chậu đẹp vào. Trăm tư cây trà. Trăm tư hàng ăn ép nước. Sao đây? Trăm rưỡi một cây, trăm mấy em vừa bảo sao? 320. Một đôi. Em một cây ạ. Là bao nhiêu ạ? 320. Bác giả 150. Đúng giá đấy chị. Nhưng mà 320 thì mấy nhiều tiền rồi. Trà trà ta chứ phải trà Trung Quốc. Trà ta đấy ạ, mà thoát hơn mới cây được 5 phân rồi đây. Rồi, đẹp, nói chung là đẹp nhưng mà giá thì cao lắm à? Cây. Ba cái đang giả 150 chưa được cái này. Đẹp nhỉ cây. Cái to này bao tiền em? To đấy 1 triệu. Hàng ép nước rồi phải cái hàng đấy đâu, hàng 1 triệu cây trà này nhá. Đấy trà ta nhá, trà ra xuẩn nhá. Đẹp đấy cái này nổ này. À đây. Đang ở ngoài trên cây đang ở trường mà. Đẹp cái cảnh này là đầu tiên xuống chợ nhá. Cây đấy là cây gì em nhỉ? À cây Hạnh Phúc nhỉ? Cây nhiều tiền không? 600. 600 cây nhỉ? Thật thoát thân đẹp nhỉ? Cây Hạnh Phúc nhỉ? Và cây 600 cây Hạnh Phúc thoát thân đẹp chứ. Giá luôn. Mình đi mua cái tượng mà không biết hàng kế chua này không không đẹp thế nhỉ. Để không nắm tiền lắm.
Lạng Sơn này được rồi. Thế cái sung này mình đã được xem trên này rồi đấy, không dáng dáng nong nhỉ, cuốn được nhưng nó không già lắm. Đẹp đẹp. Quả chít chít sướng chưa, ui dầm quả đẹp quá. Sung này tương đối nhiều tiền. Rất nhiều tiền lắm. Đẹp thế nhỉ. Wow. Quả này đẹp nhỉ. Quả chít chít đi. Đấy là sung. Chủ đâu phải giá cái sung này cả, đẹp quá nhỉ. Các bạn nhìn bẹ nhé. Vành 60, bẹ to. Kê đẹp. Cái sung này khoảng bao nhiêu tiền đó? Anh nhà nắm được cái sung này bao tiền đấy? Không biết này, đẹp nhở, quả sai nhá. Ok, cái sung đẹp quá. Quá chuẩn, đúng còn sai. Rẻ. Đấy là chó. Đây chủ vườn ở đây. Chúng ta nghe đùa, đùa, anh ơi đùa, 20 tuổi rồi anh. Trưởng chậu nhỉ. Mua mấy ông tượng không phải chỗ nào. Anh mua đến nơi mua thế đồ cổ nhỉ. Đồ đồng, mở cửa nó. Thank you.
Dạ. Cây ba tiền này, cái cây này ba tiền này, cây này, anh. Đây, cây này, này. Cho em đi. Bây giờ làm nào mà trở về được? Xe thì đâu? Xe này còn hai người. Sao ạ? Ba xe đâu buộc đâu? Này còn hai người ngồi. Ba người à? Ba người một xe à? Xe tay về ông ta chở. Đấy, không đẹp. Không. Giấy này thì bán bao tiền chị? Đây những cây này này. To thì 200 cây vé thì đập rưỡi. Rẻ nhỉ. Cây một màu vàng 200.000 cây giấy này đẹp. Em ơi, cái chỗ mà bán những cái ông tượng để phụ họa cái cây này nó ở chỗ nào nhỉ? Kia. À, đằng kia à? Ừ, rồi, cảm ơn. Rồi nha. Chợ Tân Tây rất phong phú về cá đẹp chưa? Thôi, chào các cảnh xin dừng ở đây nhé. Xin chào mọi người nhé, cá. Chợ rất nhộn nhịp rồi. Ok, thì tôi cảnh